là nhiệt tình để mà giúp từ mấy năm nay. Bác sĩ đang có bầu cho nên là thấy đi đứng cũng rất là khó khăn, nhưng mà thật sự bằng cái tấm lòng thiện nguyện mới đến đây một tuần, đến đây để mà giúp cho bà con mình, thật sự một cái điều rất là cảm kích ha. Dạ. Cảm ơn chị. Các bệnh nhân người ta đến đây đó, gì trong hoàn cảnh nào người ta mới đến đây ha bác sĩ? Dạ, bệnh nhân mình đến đây là do cái khả năng của những bệnh nhân người ta không có điều kiện đi tuyến trên để điều trị tuyến trên, nên họ đến đây để nhờ sự giúp đỡ của cái phòng khám. Dạ. Để cho bệnh được đỡ một phần nào thôi. Dạ, một tuần chỉ làm việc một ngày thôi. Dạ. Tại vì tụi em còn phải đi làm hành chánh ở những cái cơ sở khác. Dạ. Dạ, nói chung là cái phòng khám Nga Cại này, cái trang thiết bị nó còn thô sơ quá. Thì nếu mà các mạnh thường quân hay là bà con mình có điều kiện xem được video này thì nhờ hỗ trợ cho phòng khám Nga Cại được phát triển đầy đủ cái cơ sở vật chất để bệnh nhân được đến đây điều trị được tốt hơn. Dạ. Hậu xin chào tất cả cô chú anh chị và quý khán giả ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền Nga Cại. Địa chỉ ở đây là ấp 2 xã Tân Lộc, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thì bây giờ hậu mời tất cả cô chú anh chị mình chúng ta cùng vào bên trong phòng khám để xem các sơ cũng như là các bác sĩ trong đây tận tình phục vụ cho bà con mình và trong suốt năm qua như thế nào ha các bạn. Hậu mời tất cả cô chú anh chị mình chúng ta cùng đi ha. Thì đây là nhà thờ cũ, thì nhà thờ mới được xây cất mới đây cũng vài năm, ở bên ấp Ba Bơi Phú Lộc thì ngang con sông ha của huyện Tân Bình luôn. Thì nhà thờ này cha được tận dụng lại cũng như là làm một cái phòng khám đông y, y học cổ truyền để mời ba bác sĩ về để hàng tuần khám chữa bệnh trị liệu giúp đỡ cho bà con mình trong cái suốt những năm qua. Thì hôm nay cha Mẫn được đi đến họ đạo khác để phục vụ do bề trên xây đi cũng như là đức cha ha. Thì nhà thờ này hiện tại thì còn chỉ có hai sơ thôi đó, hai sơ thôi bây giờ để phụ trách ở đây cũng như là quản lý cái phòng khám này. Thì hàng ngày các sơ không làm ra tiền cho nên là để có được cái số tiền mà chi trả cho bác sĩ một ít xăng cổ cũng như là nhập những cái thuốc hoặc là những cái kim châm này kia về để chăm cứu trị liệu giúp bà con mình. Thì cái khoản đó hàng tháng phải chi ra vậy là 4-5 triệu ha, trên dưới 4-5 triệu. Thì cái tiền mà bà con họ bỏ vô cái thùng từ thiện nó chỉ có 200-300 ngàn thôi. Thì hôm nay hậu muốn chia sẻ cái đoạn video này đến cho quý cô chú anh chị mình, quý khán giả cũng như là quý cộng đồng, các nhà hảo tâm. Mình sẽ gặp gỡ các sơ ở trong cái phòng khám này và sơ sẽ chia sẻ cho mình nghe như thế nào phòng khám hoạt động như thế nào hàng tuần để giúp bà con mình như thế nào cũng như là gặp trực tiếp bác sĩ ha. Ok, giờ mình sẽ đi vào ha. Bị bệnh gì vậy cô? Cô bị bao lâu rồi? 10 nữa 8 năm. Dạ. Cô có thường đến đây khám? Đến đây chăm cứu từ 8 năm trên dân tộc. Bà bị bệnh gì vậy bà? Bị thắc dị địa điểm, bị chèn ép thần kinh. Dạ. Bà bị bao lâu rồi? Cũng khoảng 5 mấy. Đến đây mình nhờ bác sĩ hỗ trợ giúp mình đó là khoảng thời gian bao lâu rồi bà? Có thường xuyên đến không? Thì thường xuyên luôn đó, em nằm trên y học cổ truyền cả người xuất viện rồi về đây. Dạ. Mỗi tuần là tuần nào cũng đi. Ở đây là thường là thứ bảy làm gì?
ra thì cứ thoa nha, thoa một lớp mỏng thôi nha. Cái này là mình uống vào buổi tối, nó có mình uống một viên đây nha. Thì ở sau này nè, con có viên này chứ mình cũng phải uống một con nha. Rồi cái này nó cũng như là bịch nhớ nha. Rồi mình cho quay lại cái khám chút. Rồi, bác cho con hỏi là mình bệnh gì mà mình đi đến đây mình khám bệnh nha bác? Tôi bệnh tai biến. Dạ. Bác đi đến đi khám được bao nhiêu lần rồi? Khám từ hồi đầu là mấy năm rồi, cái năm mấy rồi. Dạ. Trước dịch bệnh. Thì phòng khám ở đây thì người ta có miễn phí hay là tiện hay là như thế nào bác? Khám từ thiện rồi muốn qua cầu thiện miễn phí. Bác thấy bệnh tình mình đỡ không? Đó, có đi tiến triển được. Ở đi không đi khó đi giờ đi được. Bác bị tai biến là được bao nhiêu năm rồi? Tai biến 2 năm rồi. Con chào sơ ha. Chào cậu. Sơ là Teresa Trịnh Thị Kim Hoàng, thuộc dòng Bến Thánh Gia Cái Nhâm Bến Tre. Sơ 75 tuổi nhưng mà vẫn còn làm việc bình thường. Sơ về đây phục vụ được bao lâu nè? Về đây phục vụ năm nay tới tháng tới bây giờ đó là mới có 7 tháng. Cho con hỏi là cái phòng khám đông y của mình này hiện tại là đang hoạt động như thế nào, cũng như là mình thành lập được bao lâu rồi sơ? Yeah. Rồi cha được từ trên kêu về làm quản lý về thận, rồi cha kêu về chẩn, rồi kêu là cô giao lại cho sơn. Yeah. Thì phòng khám của mình là hoạt động vào ngày nào cũng như là hàng tuần á, thì mình giúp cho bà con mình là bao nhiêu ngày? Mỗi một tuần thì làm ngày thứ bảy, rồi có 3 bác sĩ là phụ. Dạ. Và làm cho tới khi nào hết thì bác sĩ nói thì trước con nghe nói là phòng khám của mình á, nói chung là một tuần thì mình hoạt động được mấy ngày để giúp bà con, nhưng mà bây giờ chỉ có thứ bảy không, thì tại sao lại có cái trường hợp như vậy ha? Trước kia thì có cha là cha có kinh phí của cha bỏ ra, sau là sao không có kinh phí nên chỉ làm một ngày thứ bảy. Trước kia cha có làm là suốt luôn tới từ thứ hai cho tới thứ bảy, rồi bây giờ thì sơ không có kinh phí cho nên sơ làm chỉ có ngày thứ bảy thôi. Dạ. Thì cái những người bệnh đó họ là hoàn cảnh như thế nào mà họ mới đến đây, hoặc là những người bệnh này là họ không có khả năng để đi bệnh viện. Đa phần là những người khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn, yeah. Không có đi bệnh viện được, cho nên họ lại đây. Rồi bác sĩ chẩn đoán, rồi cho thuốc uống một tuần. Yeah. Rồi chăm cứu, xoa bóp, rồi làm các cái thường của mình đó. Yeah. Cho người ta. Nhưng mà người ta rất là vui khi
Thì một người mà trung bình mà họ đến đây họ khám bệnh đó, thì cái tiền thuốc với cái chi phí để khám thì thuốc mà để mà cho khám là họ không tính tiền, rồi thuốc cho họ cũng không tính tiền, mà mỗi người trên dưới là 100 ngàn. Yeah. Thì mỗi một lần, mỗi một ngày mình khám như là trên dưới khoảng bao nhiêu bệnh nhân đến đây ha? Từ 30, 30, yeah. 20, 30 là thường, mà càng ngày thì thấy là càng đông. Thì cái khoản mà gọi là chi ra đó nhiều quá, rồi mình làm từ thiện như vậy thì cái ngân sách nào để hỗ trợ cho mình hay là như thế nào sao để mình có mình hỗ trợ tiếp bà con mình? Từ hồi thì là tôi phụ trách cho đến bây giờ đó, thì không có cái kinh phí nào á, người này cho chút người kia cho chút góp lại. Có đủ không? Không có đủ gì hết, tới bây giờ là muốn nợ rồi. Con có nghe nói là phòng khám mình bây giờ muốn để duy trì cho lâu dài để giúp bà con mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Nhưng mà cái kinh phí hiện tại thì không có đủ, cho nên là cũng rất là băn khoăn về vấn đề này. Thì qua cái hình ảnh này ha, thì các cô chú anh chị em mình, các mạnh thường quân cũng nhìn thấy ha. Thì phòng khám này là do cha Mẵng trước đã thành lập để giúp cho bà con mình trong những năm vừa qua. Thì bây giờ cha được Đức Cha điều động đi nơi khác, thì giờ phòng khám này muốn duy trì nữa thì các sơ, sơ sáu ở đây với lại thêm một dì Út nữa để sống ở đây để phụ trách. Thì cái tiền mà mình mướn bác sĩ hàng tháng như vậy là để về phục vụ cho phòng khám mình là bao nhiêu hay gì? Bác sĩ không có lấy gì thêm để tượng trưng là tiền để xe đi tới thôi. Dạ, tiền xăng đi tới lui ha. Nhiều tiền nữa ha. Dạ. Người có 1 triệu bạc ha. Dạ. Mà cũng không có để mà chi nữa. Thì con thấy hình như là đa phần là những cái người mà đến đây họ khám bệnh đó toàn là những người hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hoặc là họ không có điều kiện để lên tiếng trên cho nên họ mới ghé đây. Thì để tiếp tục cái phòng khám này giúp cho bà con mình được nhiều hơn cũng như là lâu dài hơn nữa thì sơ có một cái ước nguyện như thế nào không? Tôi rất là muốn làm sao duy trì cái phòng khám này, bởi vì khi mình gầy dựng lên là cha mở miệng rất là khó khăn, xin giấy tờ cũng không được, khó khăn dễ lắm, cha chiều lòn khổ tâm lắm mới được cái phòng khám. Rồi bây giờ nếu mà đã làm được mấy năm rồi mà bây giờ mà họ không có tiền để mà làm thì bỏ như vậy thì uổng quá. Rồi dân chúng ở đây họ khổ sống, họ không để bỏ đi để mà đi tiếp trên để uống thuốc, thì bây giờ cái phòng này thì tôi xin quý ân nhân lên. Tôi xin quý ân nhân giúp đỡ để mà mình duy trì cái phòng khám này cho nó được lâu dài. Con nghe nói là hàng tháng mình phải chi ra tiền thuốc như vậy là khoảng bao nhiêu tiền hả sao? Mỗi tháng chi có thể là... Thì... chi có thể là từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Dạ. Thì con nghe nói là khi mà mình phát thuốc, mình khám bệnh cho họ xong đó thì những cái người mà người ta bệnh đó, người ta bỏ vào cái thùng cũng như là cái thùng từ thiện này nè, thì được bao nhiêu, có thể là mình giúp được bao nhiêu nữa, cộng vô được bao nhiêu nữa? Khi mà họ bỏ vô đó thì 30 người mà tới chừng khui thùng đó, thì chỉ có 150 đến 200 ngàn. Còn nhiêu thì mình cũng được 300. Còn bao nhiêu thì mình bù hết. Còn bao nhiêu thì mình bù không? Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thì trước mắt mình là đang hỏi sơ sáu ở đây, sơ đang phụ trách cái phòng khám ở đây. Thì 30 người cho mỗi tháng trung bình ha. Thì tiền thuốc trên dưới vậy đó là mỗi người trên dưới 100 ngàn, thì cứ cộng lại 30 người vậy thì hàng tháng chi cho cái tiền thuốc á là khoảng trên dưới 4-5 triệu ha. Còn lại cái số tiền mà bà con bỏ vào thùng để mà phiên góp cũng như là họ làm từ thiện đó thì chỉ có trên dưới 200-300 ngàn trở lại thôi. Thì cô chú anh chị em mình biết các sơ thì đang tu thì chắc chắn là cũng không có làm ra tiền, không có thu nhập, cho nên là số tiền mà để bù vô cái khoản trống đó, cái khoản thiếu đó thì toàn bộ là tiền nhà hết, thì cũng không có được duy trì lâu cũng như là không có kinh phí hoài để mà mình không có ngân sách để mình bỏ vào đó hoài được. Cho nên qua cái video này thì Hậu cũng muốn chia sẻ đến quý cộng đồng, tất cả cô chú anh chị em mình xem để cảm nhận cũng như đồng cảm với lại các sơ ở đây. Muốn được duy trì cái phòng khám này lâu dài để giúp cho bà con mình có những cái hoàn cảnh khó khăn đó.
nhưng mà không có kinh phí ha. Thì có thể là các mạnh thường quân ở hải ngoại cũng như là trong nước mình có thể chung tay ha, chạy lòng giúp đỡ tiếp cái phòng khám này để cho mọi người chút xíu, giúp cho bà con mình ở Việt Nam những hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện tại sơ cũng rất là băn khoăn, không biết kinh phí ở đâu để mà bỏ vào những cái chỗ thiếu đó để mà tiếp tục nữa. Thì sơ có muốn nói gì nữa không ạ? Cái phòng khám mình hiện tại là bác sĩ với lại bên dược sĩ này kia thì tổng cộng được bao nhiêu người làm ở đây? Chỉ có 3 bác sĩ mà làm tối mắt luôn. Dạ. Thì hoạt động là thường là ngày mấy hay gì? Ngày thứ bảy. Thứ bảy. Hồi trước con nghe nói là một tuần mình làm 2-3 ngày đúng không? Một tuần có khi thì làm 2-3 ngày, có khi dạ. Suốt tuần lại có bác sĩ. Bây giờ là chỉ còn có một ngày chủ nhật thứ ấy thứ bảy thôi. Chỉ có ngày thứ bảy. Là do cái kinh phí mình nó hạn hẹp quá cho nên mình hạn chế lại ha. Dạ. Thì cái phòng khám mình hiện tại là mình đang sử dụng thuốc Tây hay là Đông Y hay là như thế nào gì? Nó vừa thuốc Tây mà vừa Đông Y nữa. Dạ. Tức là kết hợp Đông Tây Y. Dạ. Thì cô chú anh chị em mình ở Tâm Bình cũng như là ở ấp 2 xã Tân Lộc thì biết nhà thờ Ngã Cại ha. Nhà thờ cũ trước là một cái thánh đường để làm lễ, nhưng mà bây giờ đã được xây cất nhà thờ mới thì bây giờ làm lễ ở bên đó. Còn nhà thờ cũ thì cha muốn tận dụng lại cái phòng nhà thờ cũ này để làm cái phòng khám Đông Y, để thuê những người bác sĩ thứ bảy đến đây để khám chữa bệnh cũng như là trị liệu giúp bà con, những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng mà bây giờ cha mẫn thì được bề trên đức cha gọi đi nơi khác. Thì giờ không ai phụ trách ở đây, chỉ còn có hai dì thôi. Hai dì thì cũng không biết phải làm như thế nào để mà có đủ số tiền để mà chi cho cái hàng tháng 4-5 triệu đó. Tại vì các sơ không làm ra tiền ha. Còn tiền thì các mạnh thường quân thì họ cũng không giúp được bao nhiêu đó. Cho nên là sơ cũng rất là băn khoăn. Sơ cho con coi cái khoản chi của mình hàng tháng được không ạ? Với lại cái khoản thu của mình nữa. Đây là cái sổ mua thuốc. Bây giờ mình... đây cô chú anh chị mình thấy ha, đây là cái danh sách để lưu lại những cái tháng mà mình mua bao nhiêu thuốc, chi ra bao nhiêu, rồi tiền của mạnh thường quân cũng như là một số những bệnh nhân người ta ủng hộ tiếp nhà thờ đó, thì nó chênh lệch rất là xa. Tại vì trên dưới mỗi tháng như vậy là chỉ có 300-400 ngàn hay 300 ngàn trở lại thôi, tùy theo tháng ha. Còn tiền thuốc là phải bỏ ra mỗi tháng như vậy là vài triệu trở lên đó. Nhưng mà cô chú anh chị em thấy là cái phòng khám này hiện tại bây giờ có ba bác sĩ, nhưng mà trong đó có một bác sĩ là người nữ mang bầu, thật sự rất là tội nghiệp. Nhưng mà cũng vì cái tâm ha, cũng vì cái sự thiện nguyện cho nên là cũng muốn đến đây, biết phòng khám mình đang gặp khó khăn, điều kiện cũng rất là thô sơ nữa, cho nên là cũng rất là nhiệt tình, cũng vì cái tâm của mình cho nên là bầu bì đến đây để mà khám cho bệnh nhân như là giúp đỡ cho họ ha. Thì đây là cái nhập thuốc, cái đơn nhập thuốc hàng tháng là phải chi ra bao nhiêu. Đây, trong danh sách này có ghi hết ha. Thì mình chỉ xem và nói nôm na thôi, trung bình là khoảng chừng trên dưới từ 5 triệu trở lại, 4 triệu cho đến 5 triệu ha. Còn cái số tiền mà bà con người ta bỏ vào cái thùng đó là chỉ có 200-300 ngàn thôi. Đó. Cũng có ghi mỗi tuần là có ghi tiền của người ta bỏ vô thùng là bao nhiêu, có gì hết. Thì bây giờ cái khoản nó thiếu nhiều quá thì sơ lấy ở đâu cũng như là như thế nào để mình đắp vào cái khoản trống đó. Bây giờ thiếu thì cứ lòng thân để nó hộ của người ta rồi đắp vô từ từ. Wow. Cô chú anh chị mình thấy ha, tại vì nếu một người làm kinh doanh ở ngoài thì họ có được cái thu nhập để họ trang trải cho cái tháng đó. Còn các sơ thì sống ở trong nhà dòng cũng như là tu thôi thì không có làm ra tiền, cũng không có được cái thu nhập, cái khoản chi nó nhiều quá cho nên là phải bỏ tiền nhà tiền túi ra
để mà đắp vào cái khoản thiếu đó. Nhưng mà thời gian dài thì không biết tiền ở đâu để mà bỏ vô nữa ha. Cho nên là rất là sợ, khổ sở và băn khoăn vấn đề này. Cũng như là trong cái phòng khám này hiện tại là chỉ còn có 2 xe thôi. Nhưng mà hai sơ không có làm cái công việc gì bên ngoài thêm, cũng như là mình giữ trẻ hay là mình làm cái gì đó để có cái thu nhập. Thì cái số tiền mà thiếu hàng tháng đó, thì mình nghĩ là mình sẽ duy trì được cái phòng khám này lâu dài nữa hay không, hay là tiếp tục nữa hay không. Chứ con thấy cái kinh phí của mình nó chi ra nhiều quá. Sơ cũng tính là mở lớp giữ trẻ, nhưng mà hình như là người ta nghe cái phòng khám cái người ta sợ bệnh hoạn, cho nên không có trẻ nào hết trơn à, không có ai để mà giữ, để mà mình có cái thuốc phí để mà mình ăn không có nữa. Rồi mấy sơ thì ở đây là không có cái chuyện gì để làm, không có chuyện gì để làm, có ngày thứ bảy thì phụ với bác sĩ đó. Thì rồi qua những ngày khác thì mình phụ bên nhà thờ để mà tập hát, dạy giáo lý, rồi đi thăm người ta. Đây là cái thùng từ thiện, là tùy theo người ta tới đây, người ta lấy thuốc rồi có thể là cho được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có khi người có cho có 2.000, có 2.000 đồng, và thường là cuối tháng mình mở ra thì nó chỉ có 300 hoặc là 250 thôi, không có luôn. Thì mình dùng số tiền đó mình sẽ phụ vô tiền thuốc, còn thiếu bao nhiêu thì mình bù vô. Lấy tiền đó là để mua thuốc, rồi mình phụ thêm. Những cái trang thiết bị của mình ở đây là gồm có đầy đủ không, là như thế nào thôi? Chỉ có 200 máy thông báo, 200 máy thông báo, với lại có được có cái này thôi. Cái máy này là cái máy gì ha? Máy này là máy massage. Máy này con thấy cũng hơi cổ quá ha. Người ta cho phòng khám để mình tận dụng lại, mình xài giúp bà con. Chứ còn nếu mà có điều kiện thì các sơ cũng như là phòng khám sẽ mua trang thiết bị nó cao cấp hơn, nó xịn hơn chút xíu. Đây cô chú anh chị mình thấy ha. Cái máy đo châm cứu trị liệu xung điện như nào phải không? Xung điện. Ở đây mình được bao nhiêu giường hay sao? Được 6-7 giường. 6 giường. Dạ. Mình kêu con thông hả? Dắt con đi thông ha. Thông qua. Rồi, chào chị ha. Đây, bệnh nhân họ cũng đang điều trị. Bác sĩ đang cho thuốc bệnh nhân. Rồi, em chào bác sĩ ha. Em chị tên gì, giới thiệu cho mọi người biết. Em tên Vi. Dạ. Chị phục vụ cũng như là làm việc ở trong đây phòng khám này được mấy năm rồi chị? Dạ, em làm được 3 năm rồi. Dạ. Phòng khám như vậy là thuê mình hay là như thế nào? Hay là chị vì những cái tấm lòng thiện nguyện của mình để muốn giúp bà con hay là như thế nào? Dạ, tại vì tấm lòng thiện nguyện của em thì em đến giúp lúc trước là cha Mẫn. Đây là bác sĩ không có đạo mà người ta rất là nhiệt tình để mà giúp từ mấy năm nay. Bác sĩ đang có bầu cho nên là thấy có đi đứng cũng rất là khó khăn, nhưng mà thật sự bằng cái tấm lòng thiện nguyện mới đến đây một tuần, đến đây để mà giúp cho bà con mình, thật sự một cái điều rất là cảm kích ha. Cảm ơn chị. Bên kia cũng là một bác sĩ luôn ha, mình sẽ gặp trực tiếp để hỏi thăm. Đây là... Rồi em chào chị. Dạ, đây là bác sĩ Giang.
chăm sóc bệnh nhân ở đây, đây là mấy năm rồi, cho nên bác sĩ cũng rất là cần cù lo lắng cho bệnh nhân đó. Em nghe nói phòng khám của mình thật sự ra cái trang thiết bị nó còn thô sơ đó chị, giống như là những cái kinh phí ở đây mình không có nhiều á để giúp bà con mình, thì chị có khi nào chị nản không hay là muốn không làm việc ở đây nữa không? Dạ không, tại vì ở đây bà con mình đó chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của mình, thì mình cảm thấy mình làm việc đây mình rất là vui và cái tâm huyết là muốn phục vụ ở đây hoài luôn. Nhờ bên cạnh đó, nhờ mạnh thường quân mình có thể hỗ trợ những trang thiết bị cho để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn, hiệu quả hơn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. À, thường thường là cái các bệnh nhân người ta đến đây đó gì trong hoàn cảnh nào người ta mới đến đây ha bác sĩ? Dạ, bệnh nhân mình đến đây là do cái khả năng của những bệnh nhân người ta không có điều kiện đi tuyến trên để điều trị tuyến trên, nên họ đến đây để nhờ sự giúp đỡ của cái phòng khám để cho bệnh nhân được đỡ một phần nào thôi. Dạ, thuốc ở đây mình phát miễn phí luôn. Dạ, thuốc ở đây phát miễn phí. Một tuần ở đây mình làm việc được bao nhiêu ngày hả? Dạ, một tuần chỉ làm việc một ngày thôi. Tại vì tụi em còn phải đi làm hành chánh ở những cái cơ sở khác. Dạ. Dạ. À, chị có cái ước nguyện như thế nào để nói với lại quý khán giả không? Dạ, nói chung là cái phòng khám nhà trại này cái trang thiết bị nó còn thô sơ quá, thì nếu mà các mạnh thường quân hay là bà con mình có điều kiện xem được video này thì nhờ hỗ trợ cho phòng khám ngã chạy được phát triển đầy đủ cái cơ sở vật chất để bệnh nhân được đến đây điều trị được tốt hơn. Dạ. À, cảm ơn chị. Bữa nay con thấy hình như ít người ha. Cho con hỏi là cái tủ thuốc này thì tháng mình phải nhập về thì nó có đầy đủ cái này hoài để mà giúp bà con. Đây là cái tủ thuốc nổi tháng là phải có, như vậy là hơn nữa mới có đủ để mà phát cho dân. Cái tiền thuốc này nó mắc lắm. Thấy con thấy các loại thuốc này là đông y. Đông y. Mình có kết hợp với đây Tây y luôn. Có kết hợp Tây y nữa. Dạ. Kết hợp Tây y. Tận mới đi. Còn thuốc của mình không thì nó rất là chậm. Dạ. Nếu có những thuốc này kèm theo mua thì hàng tháng là mình phải nhập thuốc này về là trên dưới khoảng bao nhiêu triệu thôi. Bao nhiêu tiền? Tiền thuốc vừa máy móc rồi đó thì tất cả trên dưới là 5 triệu đó. Dạ, 5 triệu. Dạ. Nhưng mà mình khám bệnh thì mình khám miễn phí. Khám miễn phí, yeah. Cho thuốc miễn phí. Thì họ bỏ vào cái thùng đó bao nhiêu thì mình phụ vào tiền thuốc bao nhiêu? Tiền đó ở một tháng mình ở ra thì chỉ khoảng từ 250-300 trở lại. Tội nghiệp các sao quá, không có tiền để bù vô. Đó, cho nên là cái video này ha, thì Hậu cũng muốn kêu gọi tất cả cô chú anh chị em, những người mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xem qua cái hình ảnh này có thể là mình chảy lòng chung tay giúp đỡ cho bà con mình được đến đây khám bệnh nhiều hơn, cũng như là cái phòng khám này được đầy đủ những cái vật chất y tế ha, với lại thuốc, quan trọng là cái thuốc này đó. Bây giờ không có tiền thì làm sao nhập thuốc được, mà các sơ thì thật sự ra không có làm ra tiền đó. Tiền mạnh thường quân người ta cho cũng như là những cái vài trăm ngàn lẻ thôi, hàng tháng thôi thì không đủ vào đâu hết đó. Rất mong ha, rất mong mọi người chúng ta giúp đỡ. Hình như là con thấy đa phần người ta không có bỏ vô luôn. Lâu lâu có người bỏ vô 5-10 ngàn, 20 ngàn gì. Không dính vào đâu hết. Thì phòng của mình hiện tại là được phòng khám mình được 6 phòng, ấy 6 giường. 6 giường. Chỉ có một cái tủ thuốc như thế này ha. Rất là tội nghiệp rất xa. Thank you.
là cái bảng thống kê ha, cũng như là từ lúc phòng khám được thành lập như là khai trương cho đến bây giờ thì các mạnh thường quân cũng như là các bệnh nhân, các nhà hảo tâm người ta đóng góp tổng cộng suốt mấy năm qua là được chỉ có 63 triệu thôi. Còn cái khoản chi phí của mình đó là tính từ đầu cho đến bây giờ là lên tới 90 mấy triệu, 94 triệu ha. Thì còn nợ tiền thuốc cũng như là thiếu trong đó hết 30 triệu, thì cũng rất là tội nghiệp cho mấy dì không có tiền để mà bù vào ha. Cho nên các dì cũng mong, rất mong mọi người chung tay ủng hộ tiếp để mà có được cái tiền thuốc giúp cho bà con mình nhiều hơn. Có đến lúc phải nợ tiền thuốc 10 triệu, 20 triệu, tổng cộng là khoảng 30 triệu. Cho nên là cũng rất là băn khoăn, rất là khổ sở cho mấy dì không có làm ra tiền. Nhưng mà thật sự làm cái công việc này cũng vì cái chữ tâm, vì cái chữ thiện nguyện muốn giúp cho bà con mình. Cho nên là rất sơ, thật sự rất là khổ tâm ha. Không biết phải làm như thế nào để duy trì được cái phòng khám này lâu dài, cũng như là đủ kinh phí để mà giúp cho bà con nghèo mình. Những người mà không có điều kiện thì họ mới ghé đây. Còn những người mà có điều kiện thì họ chắc chắn họ sẽ lên tiếng trên họ khám ha. Cho nên là cái phòng khám này dành cho những bà con nghèo, những bà con thật sự khó khăn thì họ mới đến đây nhiều.